Thưa quý vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động về giáo dục. Vâng, thời gian qua thì ngành giáo dục và đào tạo luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ, ghi nhận hiệu quả tích cực. Tại tỉnh Thanh Hóa thì nhiều trường đã xây dựng chương trình dạy học bổ ích dành cho các bạn học sinh, ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ. Một tiết học ngữ văn của cô và trò trường trung học cơ sở Cù Chính Lan. Khác với những tiết học khác, ngoài tiếp thu bài học qua giáo án điện tử, các bạn học sinh tại đây đã có một sân chơi chuyển đổi số khi cô giáo đã áp dụng thêm phương pháp dạy học sử dụng phần mềm Flickr trong kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm. Hôm nay thì con được học bài hình tướng sĩ và con được học qua cái giáo án mà cô Phạm Thị Giang đã sử dụng công nghệ để giúp cho bọn con dễ tiếp thu bài và hiểu bài hơn. Và con cũng đã được trực tiếp lên để thực hiện một cái phần nói về và tìm hiểu về cái phần chiến thắng của cuộc chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai. Và con cảm thấy rằng là khi mà học cái bài mà có kết hợp như thế này thì con cảm thấy là nó dễ hiểu, dễ tiếp thu. Học sinh của tôi bây giờ không phải là những người tiếp thu thụ động một chiều, mà các em có thể trở thành những con người chủ động, tích cực qua những phần mềm mà lên lớp có thể trình bày giống như một giáo viên và có thể thể hiện tất cả những suy nghĩ. Bài học không chỉ được tham gia bằng những con chữ mà còn có những cái hình ảnh giúp cho giờ học nó trở nên sinh động hơn. Đây là điều tuyệt vời mà tôi cảm nhận được từ cái quá trình chuyển đổi công nghệ số. Bây giờ cái chương trình giáo dục 2018 đó là giáo viên là người định hướng để cho học sinh phải chủ động tìm ra kiến thức thì cái hiệu quả nó rất là lớn và học sinh rút ra được kiến thức bài học một cách nhanh chóng. Tại trường Trung học cơ sở Điện Biên, cũng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nên cũng đã giúp giáo viên áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, tăng tính tương tác thú vị, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách sinh động và dễ hiểu hơn. Em cảm nhận buổi học hôm nay là một trong những buổi học bổ ích, ngoài tạo ra cho ta một sân chơi mới còn tạo ra giúp cho ta có nhiều kiến thức hơn. Thấy khi các thầy cô áp dụng công nghệ thông tin vào trong mỗi bài giảng thì sẽ giúp các em thêm hiểu lâu hơn, ghi nhớ kiến thức hơn. Thì có các hình ảnh minh họa trên đấy và em sẽ mở rộng được tư duy của mình. Nay tôi thường sử dụng các cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm Picker hoặc là sử dụng các bảng tương tác để chấm chữa bài ở từng phần nhỏ. Học sinh nắm vững hơn và gần như là các em truyền tải được những cái lượng kiến thức của bài, của chương cũng như là hệ thức thống kiến thức sách giáo khoa. Việc thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, trong công tác giảng dạy. Học sinh chủ động, hứng thú với các bộ môn, phát huy phẩm chất, năng lực trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Có thể nói là trong 3 năm học vừa qua, thì việc chuyển đổi số mạnh mẽ đã đưa cái chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện của thành phố Thanh Hóa tiến lên vượt bậc. Và đến thời điểm này thì các nhà trường đang thi đua nhau trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc giảng dạy và học tập, và cũng đang phấn đấu để từng bước xây dựng hệ thống phòng học thông minh, trường học thông minh để đáp ứng được với cái công cuộc hội nhập của thời kỳ 4.0 hiện nay. Chuyển đổi số trong giáo dục đã mang lại nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức, tư duy đúng đắn về chuyển đổi số, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận để làm cho các phương pháp học tập trở nên hấp dẫn và hiệu quả hơn. Hôm qua ngày 25 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng liên quan ứng cứu tàu hàng Tuấn Minh 26 bị đứt neo đang mắc cạn tại khu vực bãi đá cạnh nhà máy đóng tàu Dung Quất. Hiện lực lượng chức năng đang chờ nước lên để kéo tàu hàng đang mắc cạn ở vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16 tháng 10, tàu Tuấn Minh 26 có tải trọng hơn 4.500 tấn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Tuấn Minh, gồm 9 thuyền viên do ông Trần Văn Tuân, 35 tuổi, làm thuyền trưởng, di chuyển từ Thanh Hóa đến cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi để bốc rỡ hàng đá vôi. Cho đến tối ngày 24 tháng 10, sau khi bốc rỡ xong hàng hóa, tàu bị hỏng máy, trôi neo và mắc cạn tại khu vực bãi đá cạnh nhà máy đóng tàu Dung Quất.
Hiện tại lực lượng ứng cứu đang chờ nước lên, sẽ sử dụng 2 tàu lai sắt và 1 tàu hút cát để xử lý kéo phương tiện ra khỏi khu mắc cạn. Trong trường hợp thời tiết xấu, không đủ điều kiện, đội cứu hộ sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tại cảng tính toán phương án cụ thể kéo phương tiện ra khỏi khu vực mắc cạn. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau bão Yagi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, phê duyệt, giúp người dân giảm bớt gánh nặng về tài chính, yên tâm khắc phục, từng bước tái sản xuất. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân chính sách khoanh nợ cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3 theo Nghị định số 55. Tính đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 12.689 khách hàng với dư nợ 871,6 tỷ đồng. Bão Yagi vừa qua đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho tỉnh Quảng Ninh, ước tính thiệt hại lên đến 24.223 tỷ đồng. Hơn 90% cửa kính các khách sạn, nhà hàng ven biển, bãi cháy bị vỡ vụn, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Chính phủ kế hoạch nghiên cứu quy hoạch hai tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng, Hải Phòng Hạ Long, Móng Cái kết nối Trung Quốc. Theo quy hoạch, sau năm 2030, trên hành lang này tiếp tục xây dựng mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435mm, vận chuyển hàng hóa và hành khách. Dự báo nhu cầu vận tải bằng đường sắt đến năm 2050 khoảng 9 triệu tấn hàng, khoảng 7,5 triệu lượt khách. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hành lang Hà Nội-Lạng Sơn có hai phương thức vận tải đường bộ và đường sắt. Trong đó, vận tải hành khách chủ yếu thực hiện thuận lợi thông qua tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng hiện hữu có khổ lồng khổ 1.000mm và khổ 1.435mm. Tàu hàng và tàu khách chạy suốt từ ga Yên Viên đến ga Bắc Kinh Nam, kết nối liên vận quốc tế thuận lợi với Trung Quốc. Tuy nhiên hiện đang khai thác chỉ mới 3 đôi tàu một ngày đêm, khoảng 20% năng lực của tuyến. Trong khi năng lực hạ tầng có thể khai thác được 15 đôi tàu trên một ngày đêm và cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải đến sau năm 2030. Bằng nhiều cách làm khác nhau, 10 năm qua, các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm trên cả nước đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ kinh phí để kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Giai đoạn 2013-2023 đã có trên 300 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư với tổng kinh phí xã hội hóa ước tính khoảng 33.000 tỷ đồng. Năm 2013, cả nước có 41.397 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, với tổng số 553.181 phòng học, trong đó chỉ có 65,9% số phòng học kiên cố. Đặc biệt, cấp học mầm non với tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt 47,7%, trong khi ở cấp học tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ này lần lượt là 61,6% và 80,5%. Giai đoạn 2013 đã có trên 300 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xã hội hóa để kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Số phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa là khoảng 36.000 phòng. Số phòng công vụ cho giáo viên được đầu tư từ nguồn xã hội hóa là khoảng 1.300 phòng, với tổng kinh phí xã hội hóa ước khoảng 33.000 tỷ đồng. Việc xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất đã góp phần quan trọng tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2014 đến nay, do nguồn vốn trung ương hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục hạn chế, nên mới chỉ tập trung ưu tiên cho nhu cầu cấp bách là kiên cố hóa các phòng lớp học mà chưa tập trung thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ trong việc xây dựng chương trình đầu tư công nhằm tới mục tiêu kiên cố hóa 100% trường học vào năm 2030, phát huy nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, từ các dự án và nhiệm vụ khác.